Đang quay. Ui, gà thơm chưa? À, miếng gà thơm chưa? Ấy, mỡ chảy nhá. À, hôm nay là lên rừng bắt được một con gà. Gà này là gà nuôi thả vườn nên vườn rất rộng thả đấy, nó đang kêu quạc quạc. Đấy. À, nướng. Nướng gà kiểu nướng than rất là ngon. Đó. Than nóng quá. Đấy, bác nào mà ăn gà nướng thì cứ lên đây đặt thì tôi sẽ nướng cho ăn. Ui, nóng quá. Wow, thơm quá, thơm quá. Mùi xả lá chanh. Xả lá chanh rất là thơm. Mát thế. Đấy chưa? Đấy. Đấy. Gà nướng nhá, gà nướng giữa một vườn dưới chân núi Ba Vì kìa. Đấy, toàn rừng. Gà nuôi. Đấy, các bác thấy gà thả vườn chưa? Nó đang gáy ngoài vườn đấy. Gáy đây ngoài vườn nha, ngoài vườn, ngoài ruộng nha. Đúng rồi. Gà nhà bác nào? Gà rất là ngon. Nhìn, nhìn nó còn to nhỉ bác? Cái này nó vẫn bình thường thường. Bác thấy ra bác. Video sau mình sẽ giới thiệu kiểu nướng kiểu khác nhé.